Á hậu Dương Trương Thiên Lý, cưới đại gia hơn 27 tuổi, bị bố chồng tố cáo chiếm đoạt 30.000 tỷ và sự nghiệp kinh doanh nương tựa chồng. Dương Trương Thiên Lý sinh ngày 10 tháng 6 năm 1989 tại Đồng Tháp, là Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô là người được lựa chọn trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 tại Johannesburg, Nam Phi. Cô được chọn tham dự thay thế vì Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung không được phép tham gia do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, và hai á hậu của cuộc thi cũng không được cấp phép tham dự cuộc thi. Dương Trương Thiên Lý sinh ra trong một gia đình có 4 thế hệ sống chung: ông bà cố, ông bà nội, ba mẹ và anh chị. Bố cô là giảng viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên và mẹ là bác sĩ khoa mắt. Anh trai và chị gái của Thiên Lý đã tốt nghiệp ngành y và kiến trúc tại Mỹ. Gia đình Dương Trương Thiên Lý sở hữu quán ăn, một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng tại khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tiểu học, cô đã học trường song ngữ Việt Pháp. Năm lớp 9 đã được sang Pháp 3 tuần trong một chương trình trao đổi văn hóa Việt Pháp, nên khả năng tiếng Pháp của cô khá tốt. Thiên Lý là con út trong nhà, 10 năm học tại Việt Nam thì 9 năm là học sinh giỏi. Riêng năm lớp 10, học chương trình cải cách nên cô chỉ đạt học sinh khá. Hết năm lớp 11, cô sang Mỹ du học và là người Việt duy nhất sống nội trú trong trường trung học Athenian Park, California. Cô theo học ngành truyền thông tại trường đại học St. Mary của Mỹ. Kết hôn sớm với ông xã đại gia hơn 27 tuổi, gây xôn xao vì khối tài sản lên tới 147 tỷ đồng. Sau khi từ Mỹ trở lại làng giải trí Việt, vào tháng 8 năm 2011, Thiên Lý gây bất ngờ khi kết hôn ở tuổi 22 cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn. Nhà chồng Thiên Lý là gia tộc bề thế có truyền thống về kinh doanh. Chồng á hậu là một trong những người con trai của người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu, Trần Thị Hương, tức Tư Hương. Mẹ chồng của á hậu là bà chủ của tập đoàn Hoàn Cầu, đơn vị nắm giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi Miss Universe, là người đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường với tài sản lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau 2 năm từ ngày kết hôn, Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất showbiz với vai trò giám đốc quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Đáng chú ý, thời điểm đó Thiên Lý gây xôn xao khi ngân hàng Nam Á công bố cô sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu Nam Á, tương ứng 4,92% cổ phần, có trị giá đến 147 tỷ đồng. Nói về cuộc hôn nhân của mình, Dương Trương Thiên Lý từng thổ lộ: "Tôi vẫn nghĩ trên đời chẳng bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn phù hợp giữa vợ chồng, quan trọng là có tình cảm tự nhiên. Chúng tôi đến với nhau không có ép buộc, tôi nhận ra vợ chồng đúng là duyên nợ, vì nặng nợ nên mới ở với nhau chứ không phải là người khác." Ông xã Tony Toàn tham gia điều hành nhiều công ty thành viên trong tập đoàn của gia đình. Ngoài phụ giúp công việc kinh doanh của nhà chồng, á hậu còn trở thành giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô cũng đã có hai con với người chồng đại gia. Chuyện hy hữu, bố chồng tối chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 30.000 tỷ đồng, kinh doanh thua lỗ hơn 100 tỷ đồng vào năm 2020. Vào năm 2019, cái tên Dương Trương Thiên Lý bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý, quan tâm khi ông Nguyễn Chấn, chồng cố doanh nhân Tư Hường, cũng chính là bố chồng của á hậu Thiên Lý, đã lên tiếng tố cáo con trai ruột cùng con dâu, cha đẻ con dâu chiếm đoạt tài sản với tổng ước tính lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng. Bố chồng của người đẹp này mong muốn đòi lại số tiền để chia đều cho các con, vì cho rằng không thể chấp nhận việc con cái bất hiếu dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản chung của gia đình. Tuy nhiên sau đó vụ việc dần chìm xuống và rơi vào quên lãng. Trước lùm xùm tai tiếng này, Thiên Lý không lên tiếng đính chính hay phủ nhận. Công ty vợ thua lỗ triền miên nhưng vẫn được ngân hàng của người chồng nương tựa cấp vốn vay cho chạy dự án. Sau khi dấn thân vào con đường kinh doanh và trở thành chủ sở hữu tổ hợp khách sạn Sun Golf Đà Lạt từ năm 2016, á hậu Dương Trương Thiên Lý trở nên kính tiếng hơn hẳn và dường như tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp doanh nhân. Tháng 9 năm 2019, á hậu được công bố là cổ đông lớn nhất, sở hữu 78% cổ phần của công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của công ty thì lại là một dấu hỏi lớn. Theo thông tin trên báo Thanh Tra, có sự hậu thuẫn từ ngân hàng của chồng, bà Dương Trương Thiên Lý, tổng tài sản của Hoàng gia Đà Lạt nhanh chóng vượt ngưỡng 1.500 tỷ đồng vào năm 2017. Tuy nhiên, quy mô doanh nghiệp này sau đó đã liên tục bị thu hẹp và chỉ còn hơn 1.100 tỷ đồng vào cuối năm 2020.
dù sở hữu khối tài sản cả ngàn tỷ đồng, nhưng Hoàng gia Đà Lạt lại kinh doanh khá bết bát với những khoản lỗ triền miên hàng trăm tỷ đồng. Doanh thu cũng không thể bứt lên, mức cao nhất ghi nhận vào năm 2019 cũng chưa đến 150 tỷ đồng. Giai đoạn 2018-2020, các khoản lỗ của Hoàng gia Đà Lạt liên tục bị đào sâu qua từng năm, từ 90,9 tỷ năm 2018 lên 134,8 tỷ năm 2019 và 176,1 tỷ năm 2020. Kéo theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng bị ăn mòn hết, thậm chí âm đến 360 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Về phía Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt thông tin, công ty của Á Hậu nợ tiền ngân sách liên tiếp 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019 với số tiền gần 32 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách gần 30,8 tỷ đồng và hơn 1,2 tỷ tiền chậm nộp. Đến thời điểm tháng 6 năm 2021, công ty này vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nêu trên. Dù tình hình kinh doanh được báo cáo thua lỗ liên tục như vậy, nhưng mới đây, công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt của Á Hậu Dương Trương Thiên Lý vừa được xem xét để mở rộng quy mô đầu tư dự án khu nghỉ mát Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ. Tới ngày 8 tháng 3 năm 2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á có cam kết cấp tín dụng đồng ý xem xét cấp cho công ty Hoàng gia Đà Lạt số tiền gần 1.652 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục nêu trên nếu công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định. Và được biết, ông Nguyễn Quốc Toàn, chồng của Á Hậu, chính là chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này, Nam Á Bank.